Chào thanh niên đẹp trai. Em xù vàng cháy luôn. Đây là em cọc. Cọc cái. Đẹp đấy. Đợt này có mấy con cún để nhường cho mọi người. Ai thích nuôi thì liên hệ nha. Có mấy con nhường, có mấy con tặng. Có mấy em nhường và có mấy em tặng luôn. Này cực xinh luôn. Đấy, đực. Rất là xinh luôn. Này cọc đực. Một tay dựng rồi một tay thì bênh. Này cọc đực tiếp. Hai tay đều bênh. Đấy. Đây, đội quân vàng. Đây này em cọc. Cọc xù. Có thể gọi nó là cọc xù vì lông nó khá dày. Vàng cháy luôn. Đây này em voi. Rất là thuần người. Em cọc cái này. Cực kỳ là thuần người luôn. Yêu lắm luôn. Nhưng nó nhiều chó quá, thành ra muốn giữ nuôi không có chỗ mà nuôi. Ai mà thích nuôi giống chó ta, chó sù thì mình sẽ nhường cho cái cặp này. Đây con cái này, con cái vẹn này. Vẹn. Đốm đốm. Đốm. Quay mặt đây đốm ơi. Hóng cái gì. Nhiều chó quá, gọi chỗ nó bị lẫn tên. Và em đực xù này. Đây em đực. Đây này em đực này. Đẹp mê luôn. Em cái kia cho có một cặp. Cọc cũng có mấy cặp luôn. Mấy con bị theo kiểu là bị lỗi tai đây này. Tai lên tai cụp này. Đây em xù. Xù lửa này. Đây mới gọi là xù lửa. Vàng lửa. Đây con sù vẹn này, cái này. Đấy. Con sù vẹn cái đây ghép đây này, con sù đực này. Sù cháy này. Tuyệt vời đấy. Đây, bọn này nó rất là ngoan. Ra rất là quấn chủ. Thôi mấy đứa đi ra đây, không vào đấy trêu con đen đâu. Ra ngoài này đi. Đây là voi. Đây là nhạt. Này thì tai không biết có lên được không. Đều bênh bênh rồi đấy. Lên hay không không chắc. Đây là mấy em đực này. Rất quấn người luôn. Quấn chủ. Đực choai. Tai bênh bênh. Không dựng hẳn. Đang chắc là sẽ dựng lên đấy. Có em voi này rất là khôn. Nhưng mà tính ra như thế là 3 lần lên giống đây mà không cho đực. Không cho đực gần. Quấn được nhưng mà quyết không không cho phối. Thế mới hay. Nên là chưa đẻ này nào. Đây này em xù cháy này. Đang thay lông à. Hơi bị đẹp dai luôn đấy. Vàng rực luôn. Đuôi đấy. Rực rỡ luôn. Đây bọn trai này ai mà nuôi được thì ới nhá. Bán còn rẻ hơn chó thịt luôn. Để cho mọi người nuôi. Để cho chúng nó mỗi con một nhà. Bây giờ nó còn vẫn đang cho con hiện tại bây giờ đang bị dày chó quá. Mỗi con một nhà hoặc là hai con một nhà.
một cặp một nhà. Còn đây là con cái, con này là con đực, đều là dáng rất là cao và dài. Này cho mọi người ngắm thêm con sù đực thêm tí. Cho nó đang quay về cho nó săn một con chuột. Nhưng con chuột nó chạy mất giờ còn đâu. Rất đẹp luôn. Mê ly luôn. Ra đây. Rất ngoan luôn. Rồi. Đây là con cọc. Dáng rất đẹp luôn. Vàng cháy luôn. Rực rỡ. Đấy. Con cọc này dáng là tuyệt đẹp luôn này. Tai đấy. Góc tai rất đẹp. Một tai cứng, một tai thì hơi mềm. Nhưng chắc ở đó nó sẽ cứng lên. Dáng người mỹ mãn luôn. Em đực này khá to. Đấy. Đấy, khi mà nó đồng chó khá là ồn ào. Đằng này thì cho nó đang tranh nhau cho nó săn con chuột. Đằng kia thì đang thì chờ ăn. Cọc vậy. Rất nhiệt tình. Làm sao trèo được lên trên đấy? Có nhìn thấy nó trèo, nó định trèo lên trên nóc nhà đấy. Có chỗ trèo này trèo lên đấy. Đây là con cái. Để anh gọi mấy con chó con ra đây chơi. Voi này ra đây, thôi ra đây xoa cái đi. Nào. Hơn này mất công này. Lao ra mà lại chú lại bơ, ngại quá. Con này nó khôn lắm. Chính vì nó rất là khôn cho nên là tìm người nuôi nó là cũng phải tìm cái người quý chó. Quý chó là nuôi chứ mà không là về mà theo kiểu bữa ăn bữa nhịn thì hơi bị mệt. Kia còn con, còn con đầu gấu, con màu nâu đỏ ấy, đu lên ấy. Đây phần ăn của bọn chó, phần ăn của bọn chó ta như thế này, là ăn như thế này là dễ nhất. Ít quá, đổ nhanh, khẩn trương thêm luôn, không để phải tranh nhau. Đấy, dùng hạt thay cho thịt. Là cứ hạt chung thôi. Này, ăn còn sù lông rồi này. Đây là mới cho ăn tập trung, thành ra là chỗ nó vẫn còn đang thì chạnh chọe. Không phải sù lông. Đảo không đều. Rồi. À, có những con là nó ăn no rồi. Ăn no là giải tán, tự giải tán. Vẫn còn. Đây với chó ta là cho ăn như này là nhàn nhất, không phải nấu nướng gì cả. Có cơm thôi. Mọi người mà nuôi gia đình ấy là cứ mua cái bao hạt về
ngâm hạt ra cho nó nở ra, thế là đảo với cơm cho chó ăn thôi, vừa cân đối dinh dưỡng. Ê, muốn cái con chó mà lông nó đẹp như này thì đảo thêm chibi đấy, bình thường là chỉ ăn thế này thôi, mà con nào con đấy nhìn lông lá, chỉ có cái bọn chó trai này nó nô nhau quá nhiều cho nên là nó gầy thôi, còn chó to thì con nào con đấy là mũm mĩm hết. Đây là con cọc trai, cọc đực, độ khịa hơi cao, lông vẫn còn đang xù đây này, rực lửa luôn. Chân to, khung, người dày, rất đẹp. Con này phải nói là rất đẹp chứ không phải là chuyện đùa. Rồi, còn mấy con trai vẫn ăn nhiệt tình, bọn to kia thì nó ăn no hết rồi. Đây còn có tên này lỗi tai này, tên vàng rực này, đực này, cũng to con. Đây này. Nhưng tên này thì lỗi tai, tai hơi to. Ừ. Người thì khung dáng thì đẹp. Đây. Tên này ai thích trông nhà, tên này là cho non, chưa lớn hết. Ai thích trông nhà thì để rẻ, rẻ hơn chó thịt luôn. Ừ. Xong rồi đi vệ sinh. À, thằng xù đực, xù xù như này mới gọi là xù lửa này, đây mới gọi là màu lửa. Chứ còn màu đỏ thì không gọi là lửa, màu nâu ấy không gọi màu lửa, đây mới gọi là xù lửa. Đây nó mà là màu lửa, màu lửa cháy nó là màu này, cả con xù này và cả con cọc cái luôn, hai con là màu lửa rực luôn. Ừ. Đang thay lông chưa xong, lông vẫn còn lông cũ ở trên người. Ủa. Bọn này nữa, bọn này cũng bán như là con chó ta bình thường thôi, để mọi người nuôi trong nhà cho nó có cái khoảng không gian cho nó chơi. Ai mà quan tâm đến cún con đấy thì hay là chó to thì liên hệ qua cái số điện thoại hoặc là Zalo 0901008 234. Đây, thằng này là thằng tai to này. Ngày bé tai nhìn nó không to lắm mà bây giờ lớn lên tai nó to thế. À. Màu này, sẫm luôn. Cháy luôn. Nhìn cái màu của nó mê quá. Đấy. Vét đĩa hết chưa? Ok, vẫn còn dính nhiều hạt cơm lắm. Vét nốt đi. Còn nhóc con này chắc là như thế là ăn cũng đủ rồi, chứ không là nó phải nhặt không còn một hạt nào. Thôi được, cho ăn như thế cho đỡ tranh nhau, cho ăn dư dư một tí đỡ tranh nhau. Ok, được cái đủ cả. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo, ai quan tâm thì liên hệ điện thoại Zalo nhé.